không phải đông trùng hạ thảo nào cũng giống nhau. Tùy thuộc điều kiện nuôi cấy mà mỗi loại có thành phần khác nhau, người mua cần biết cách phân biệt, nhận biết nấm dược liệu và nấm thực phẩm. Tiến sĩ Phạm Văn Nhạ, Viện Nghiên cứu Thảo Dược Việt Nam cho biết, thị trường đông trùng hạ thảo hiện nay khá phong phú, nhu cầu sử dụng của người dân cũng rất lớn. Đáng tiếc là có hiện tượng nấm đông trùng hạ thảo sản xuất cho mục đích thực phẩm, tức có giá trị như nấm ăn, lại được trà trộn bán như nấm dược liệu để làm thuốc có hoạt chất cao. Hai chủng nấm này dù cùng có tên khoa học là Cordyceps militaris nhưng thuộc hai dòng khác nhau. Đối với dòng nấm thực phẩm, điều kiện nuôi trồng không cần nghiêm ngặt, cho năng suất cao, thời gian thu hoạch ngắn, chỉ từ 35 đến 40 ngày là có thể thu hoạch. Trong khi dùng nấm dược liệu, yêu cầu điều kiện nuôi trồng rất khắt khe, hoàn toàn vô trùng, năng suất thấp, thời gian thu hoạch khoảng 90 ngày. Để nuôi nấm dược liệu, phải đầu tư hệ thống nhà xưởng sạch, vô trùng, nhiệt độ luôn phải được duy trì từ 17 đến 19 độ C. Phải đảm bảo tuyệt đối sạch, không được để vi sinh vật xâm nhập vào khu nuôi trồng bởi nấm mốc, bào tử trong không khí rất dễ làm hỏng nấm đông trùng hạ thảo. Chế độ chăm sóc hoàn toàn tự động, phải trang bị hệ thống lọc không khí hiện đại, tối ưu, không khí bên ngoài không thể xâm nhập được khu nuôi trồng. Đáng tiếc là nhiều nơi, người kinh doanh nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo không có kinh nghiệm về vi sinh vật. Thậm chí, doanh nghiệp cơ khí, bất động sản cũng làm trang trại trồng nấm. Vì không có kiến thức, kinh nghiệm nên loại nấm được nuôi trồng này chứa ít hoạt chất Cordyceps. Chúng chỉ có giá trị như nấm ăn. Một số nhà hàng kinh doanh lẩu nấm cao cấp thường có đĩa nấm đông trùng hạ thảo trong thực đơn là nấm thực phẩm. Loại nấm này có giá dao động khoảng 1 triệu đồng một cân. Tiến sĩ Phạm Văn Nhạ cho biết, để phân biệt hai dòng nấm này, theo tiến sĩ Phạm Văn Nhạ, có thể dựa vào đặc điểm hình thái. Nấm thực phẩm có đầu quả thể hình chùy, tròn, trong khi nấm dược phẩm có quả thể nhọn. Màu của nấm dược liệu cam sẫm, trong khi nấm thực phẩm có màu vàng nhạt. Màu sắc thể hiện rõ hàm lượng hoạt chất Cordyceps của từng loại nấm. Tuy vậy, để người dùng phân biệt hai loại nấm vẫn là rất khó khăn, do đa phần không có sản phẩm đối chứng. Hơn nữa, gần như không ai mua nấm về rồi đem đi kiểm tra hoạt chất. Đối với loại nấm dược liệu, một số nơi sản xuất sử dụng mẹo, thu hoạch nấm sớm hơn để đầu nấm có hình nhọn hơn, gần giống với nấm dược liệu hơn. Tuy nhiên, về màu sắc nấm thì không thể làm giả, hai loại nấm này chênh lệch khá lớn về giá cả. Loại nấm dược liệu có giá khoảng 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng 100 gram, nấm tươi thì nấm thực phẩm chỉ có giá khoảng 1 triệu đồng trên 1 kg. Việc trà trộn nấm như vậy ảnh hưởng lớn đến người dùng. Đáng tiếc, theo tiến sĩ Phạm Văn Nhạ, ngay cả một số cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo cũng không nắm được điều này. Cứ thế sản xuất, nuôi trồng và bán ra thị trường. Điều đáng nói, số doanh nghiệp trồng nấm kiểu này theo tiến sĩ Nhạ chiếm 2/3 lượng nấm đông trùng hạ thảo đang bán trên thị trường. Không ảo tưởng về tác dụng của đông trùng hạ thảo. Gần đây, hàng loạt vụ việc các cơ sở kinh doanh quảng cáo đông trùng hạ thảo không đúng với thực tế đã bị xử phạt. Ở góc độ người tiêu dùng, hiểu biết về mặt hàng này còn hạn chế, trong khi quảng cáo về chúng thì rất nhiều với những tác dụng thần kỳ như có thể chống ung thư, ngăn lão hóa, tăng cường miễn dịch. Liệu đông trùng hạ thảo có thực sự thần kỳ như thế? Chăn trở nhiều năm về điều này, giáo sư Bùi Công Hiển, Hội Côn trùng học Việt Nam cho biết, đông trùng hạ thảo được hình thành từ hiện tượng ấu trùng các loài bướm thuộc chi Thitarodes bị nấm thuộc chi Ophiocordyceps và Cordyceps ký sinh. Đó là một dạng ký sinh giữa các loài nấm túi có tên khoa học là Ophiocordyceps sinensis với cầu non. Ấu trùng là một loài côn trùng thuộc chi Thitarodes. Đông trùng hạ thảo chủ yếu tìm thấy vào mùa hè, vùng núi cao trên 4.000 mét ở cao nguyên Thanh Tạng, Thanh Hải, Tây Tạng và Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhưng hiện nay còn lại rất ít, gần như vô cùng hiếm gặp. Loại đông trùng hạ thảo bán trên thị trường hiện nay đa phần là nhân nuôi nấm trên con tằm, hay còn gọi là nhộng trùng thảo. Đông trùng hạ thảo nguyên bản khai thác tự nhiên vùng núi ở Trung Quốc, đúng là có những hoạt chất hiếm gặp, thậm chí có thể ức chế hàng nghìn tế bào ung thư. Nhưng loại đông trùng hạ thảo phổ biến trên thị trường hiện nay thì không có hoạt chất đó, hoặc có thì cũng cực kỳ ít, chỉ giống như các loại thực phẩm ăn hàng ngày có dưỡng chất tốt cho cơ thể mà thôi. Đông trùng hạ thảo hay còn gọi nhộng trùng thảo đang bán phổ biến trên thị trường về cơ bản không gây hại cho sức khỏe, nhưng để nó có tác dụng chống ung thư hay có những tác dụng thần kỳ khác thì người dùng cần phải cân nhắc rất kỹ, tốt nhất là đọc kỹ thành phần dược phẩm của sản phẩm trước khi mua. Theo tiến sĩ Phạm Văn Nhạ, hiện các phòng phân tích ở Việt Nam đều có thể phân tích được thành phần của đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên,
việc phân biệt sản phẩm đông trùng hạ thảo nuôi trồng hay tự nhiên rất khó. Thậm chí các nhà khoa học cũng không phân biệt được vì cấu trúc giống nhau. Khi đem đi phân tích hàm lượng có thể cũng giống nhau, nhưng chắc chắn là chất lượng sẽ khác nhau. Trên thế giới, không ai công bố thành phần dinh dưỡng của sản phẩm nuôi trồng là bao nhiêu, tự nhiên là bao nhiêu. Nó khác nhau như thế nào? Đông trùng hạ thảo trên thị trường được quảng cáo là đông trùng hạ thảo Tây Tạng với giá bán hàng tỷ đồng mỗi cân. Mà chất lượng như thế nào thì rất khó kiểm soát. Phải nói rằng là nền y học cổ truyền Việt Nam rất là được thiên nhiên hết sức ưu đãi. Bởi lẽ là khí hậu chúng ta là một khí hậu gió mùa, có bốn một năm có bốn mùa rất là rõ rệt. Và trong từng mùa một thì phải nói rằng là cũng có một số vùng của đất nước chúng ta, ví dụ như chúng ta đang mùa hè hôm nay, nhưng còn cũng có một số vùng là hiện nay đang là mùa ôn đới, ví dụ như là mùa lạnh, ví dụ như khí hậu Đà Lạt như Tam Đảo chẳng hạn. Do đó là tất cả cái khí hậu đấy nó tạo nên một cái sự phong phú về thực vật. Và chính cái việc như vậy, do đó là cái thảo dược mà từ nguồn gốc của y học cổ truyền thì hết sức phong phú, và chính cái phong phú đấy nó đáp ứng cái nhu cầu chữa bệnh và phát triển y học cổ truyền của chúng ta. Do đó ngày xưa cụ Lưu Y Tuệ Tĩnh là một lưỡi y nổi tiếng thế kỷ thứ 14 đã có một cái câu nói rằng là nam dược trị nhân, nam nhân là về như vậy. Bởi lẽ là cái thuốc nam của chúng ta có thể là tự đủ điều kiện để có thể chăm sóc sức khỏe cho dân của chúng ta. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là từ cái khí hậu mà phong phú như vậy, nó tạo ra nhiều cái dược liệu quý và tốt và phục vụ cho cái công tác chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như là một cây dược liệu đó là cây quế. Thì như chúng ta, đất nước chúng ta có nhiều cái vùng trồng quế, như quế ở Trà My ở tỉnh Quảng Nam, rồi là quế ở quế Thanh là quế của Thanh Hóa, rồi quế ở Yên Bái là những cái nơi mà có thể trồng quế. Tuy nhiên các bạn biết rằng là trồng quế thì có thể 2-3 chục năm bắt đầu mới có thu hoạch. Cho nên là đời cha có thể trồng quế, đời con là có thể thu hoạch. Cho nên là nhưng mà cái khí hậu tốt như vậy, cho nên là có thể trồng được cây lâu niên, hoặc là như cây độ trọng cũng vậy. Còn như có những cái cây mà rồi cây 5 năm mới thu hoạch, ví dụ như là cái vùng sâm Ngọc Linh ở Pleiku ở Quảng Nam, cũng như ở Pleiku cũng là một cây có thể trồng lâu dài, từ có thể 5 năm trở lên thì bắt đầu thu hoạch mới tốt được. Nhưng cũng có những cái cây chỉ cần coi như là cây mà dược liệu chỉ ở mức độ là 3 tháng nó có thể có thu hoạch, đó là cái cây hoa là lá của cái cây. Vì để chúng ta trồng mấy cái cây cúc hoa chẳng hạn, thì chỉ cần có như là 3 tháng là chúng ta có thể có thu hoạch được rất là tốt rồi. Cho nên là tính cái phong phú đó, nó tạo nên một cái phong phú của khí hậu, nó tạo nên phong phú của dược liệu. Và đặc biệt nữa là không chỉ là trên đồng bằng miền núi mà ở ngay trên biển, chúng ta cũng có rất là nhiều loại cái vị dược liệu, cái nguyên liệu dược liệu tốt. Ví dụ như cá ngựa là một trong những cái thứ mà rừng ở Việt Nam chúng ta, cái biển ở Việt Nam chúng ta rất là phong phú. Đó là cái một nguyên liệu từ cá ngựa là một trong nguyên liệu rất tốt để mà có thể phòng những điều trị một cái số bệnh ở trong đông y. Cho nên là phải nói rằng là từ cái khí hậu phong phú, từ cái chúng ta có từ khí hậu phong phú, rồi từ cái vùng đồng bằng cho đến miền núi và cho đến biển, nó tạo nên một cái sự phong phú về thảm thực vật, tạo nên một cái phong phú về dược liệu của chúng ta. Nói đất nước chúng ta là đất nước có nguồn dược liệu hết sức phong phú, nó tạo điều kiện cơ bản cho ngành y học cổ truyền chúng ta phát triển. Với những thông tin của báo Sức Khỏe và Đời Sống, mong rằng quý vị và các bạn có thể tự tìm cho mình được những tư vấn hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chuyên mục Khỏe Đẹp. Quý vị đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế.